Gặp lại các bạn trong chương trình giới thiệu các trường tại Mỹ và cung cấp thông tin học bổng trong năm 2015. Thì các bạn thân mến, nếu như mà các bạn đã ấp ủ giấc mơ du học tại một đất nước tiên tiến hàng đầu, hòa mình vào nhịp sống sôi động với những nền văn hóa đa sắc tộc và những thành phố nổi tiếng, thì Mỹ chính là sự lựa chọn hàng đầu dành cho các bạn. Trong số các trường đại học Mỹ thì trường đại học Massachusetts được nhiều sinh viên lựa chọn bởi danh tiếng cũng như là chất lượng đào tạo và phương pháp giáo dục chuyên nghiệp hỗ trợ sinh viên phát triển tư duy cũng như hiện đại và vẫn giữ được tinh thần kỷ luật cũng như là giá trị truyền thống. Về trường đại học Massachusetts, gọi tắt là UMass, thì có 3 cơ sở đào tạo, đó là ở Boston, Dartmouth và Lowell. Trong đó thì mỗi cơ sở sẽ mang một đặc điểm riêng biệt. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn thông tin về trường đại học UMass ở cơ sở Boston và thông tin học bổng khi các bạn đăng ký nhập học tại trường này. Thì UMass tại Boston thì được xếp hạng là trong 20 trường tại bang Massachusetts và một trong các trường cung cấp nhiều khóa học chuyên ngành trong các lĩnh vực như là kinh doanh, nghệ thuật, khoa học và toán học. Học tại UMass Boston thì sinh viên sẽ được có nhiều lợi thế như là khoa kinh tế bậc cử nhân, thì trường xếp hạng thứ 135 và nằm trong nhóm là một trong các chương trình học tại khoa máy tính và tâm lý được xếp hạng cao, được thành lập năm 1852, là thành viên của hệ thống đại học danh tiếng University of Massachusetts System, là trường đại học công lập duy nhất tại Boston. Đại học Massachusetts Boston thì đến nay đã có hơn là 14.000 sinh viên và hơn 150 chương trình học thuật dành cho các bạn sinh viên đại học sau đại học. Trường thì khai giảng vào tháng 1, tháng 6 và tháng 8 hàng năm. Và trường tọa lạc tại thành phố nổi tiếng của Boston thuộc là bang Massachusetts thì chỉ cách vài phút đến trung tâm kinh doanh cũng như là cảng Boston. Khuôn viên của trường thì nằm bên bán đảo có phong cảnh đẹp và sinh viên cũng có thể là ngắm cảnh quan tuyệt đẹp ở thành phố và cũng như là cảnh quan của cảng Boston. Hiện tại thì trường cũng đang dành nhiều suất học bổng trị giá là 12.000 đô la Mỹ cho 4 năm học, với điều kiện đó là sinh viên đủ điều kiện vào chương trình chuyển tiếp bằng đại học, gọi tắt là UPB, và nộp phí đặt cọc sớm nhất và sẽ được nhận học bổng đó là 3.000 đô cho chương trình đầu tiên. Và nếu sinh viên duy trì được điểm GPA là trên 3 chấm thì sẽ tiếp tục nhận được học bổng là 3.000 cho những năm còn lại. Chi tiết về nhận học bổng của trường cũng như điều kiện đầu vào của trường như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay đến đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam ở địa chỉ quận nhất, đó là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ tại chi nhánh quận 5, Hồ Chí Minh hay là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Và thông tin về trường thì các bạn cũng có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất vui vì tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Và đến với ngày chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Tú Trinh. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết được cái tâm lý khi bạn làm hồ sơ thì như thế nào, cũng như là làm sao để bạn có thể vượt qua được rào cản và nhận visa các bạn nhé. Chị xin chào Tú Trinh. Dạ, em chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được không? Em tên là Tú Trinh, em nay 18 tuổi và em muốn đi du học ở bên Mỹ nên là em đang theo học ở tiếng Anh để có thể chuẩn bị tốt qua bên đó. Thời gian rảnh thì em thường nghe nhạc và đọc sách, nhất là những cái sách từ vựng tiếng Anh đó. Dạ. Để có thể cải thiện hơn cái vốn tiếng Anh của rồi, mình. Dạ. Nếu vậy thì chị không biết là lý do vì sao em lại quyết định chọn Mỹ để làm cái điểm đến của mình ha? Dạ, em rất là thích Mỹ, nhất là đặc biệt là cái ngôn ngữ tiếng Anh ở Mỹ rất là chuẩn và chất lượng giáo dục của Mỹ thì cũng đứng đầu thế giới. Và đây cũng là môi trường học tập và rèn luyện cái cách phát âm và tiếng Anh của em. Ở bên Mỹ thì cái khí hậu bang Cali thì rất là ấm áp và phù hợp với sức khỏe của em. Tại vì em cũng bị bệnh tim xoang nên là không có thích hợp với những thời tiết lạnh được. Vậy nó sẽ dễ chịu hơn với cơ thể của mình, đúng dạ, không? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì chị không biết là ở đây em đã tốt nghiệp lớp 12 rồi, vậy thì qua Mỹ em sẽ học cái chương trình, cái lộ trình học em ra sao ha? Dạ thì em qua bên đó em sẽ bắt đầu học cao đẳng. Năm thứ nhất thì em sẽ học tiếng Anh và 2 năm cao đẳng thì em sẽ học ngành quản trị khách sạn tại trường Mission College, và sau đó em sẽ liên thông lên đại học.
em thích nhất ở trường là mỗi học kỳ mùa xuân á, thì trường Mission College có tổ chức cái hội chợ lớn tại vịnh San Francisco với hơn 180 trường đại học và cao đẳng tham dự. Và sau khi mà em học xong cao đẳng thì em có thể chuyển tiếp lên các trường đại học như là San Jose University, Golden Gate University. Và trường em có gần 50 năm kinh nghiệm giảng dạy rồi, với lại và có hơn 9.000 sinh viên học mỗi học kỳ tới học. Sau khi học xong 5 năm ở bên Mỹ thì em sẽ về Việt Nam và xin công việc quản lý khách sạn tại New World. Vậy là mình cũng đã tính trước luôn rồi đúng không? Rồi chị không biết là cái cảm nhận mà khi em làm hồ sơ tên đại dương thì em thấy thế nào? Dạ, sau khi mà bạn bè em á làm hồ sơ ở đây rồi có được visa, sau đó là giới thiệu cho em, và lúc đó là nghe mấy bạn kể thì em rất là yên tâm rồi. Mấy chị giúp, chị Thúy giúp em làm hồ sơ, rồi mấy chị dạy em học Anh văn rất là nhiệt tình, rồi anh Khôi cũng chỉ dẫn cho em trả lời những câu hỏi. Dạ, em rất là yên tâm, và sau này thì em sẽ giới thiệu cho bạn bè em đến công ty Tân Đại Dương để làm hồ sơ, bởi vì Tân Đại Dương anh chị rất là nhiệt tình và cho mình cảm giác là rất là yên tâm và tự tin khi mà mình đi phỏng vấn. Rồi chị không biết là cái cảm giác của em bây giờ khi mà nhận được visa thì em thấy như thế nào? Dạ, em rất là mừng, tại vì ba mẹ rồi gia đình em đặt hy vọng rất nhiều về em. Dạ. Như này, trước cái ngày mà mình đi phỏng vấn thì em có cảm thấy hồi hộp không? Dạ, khi trước ngày đi phỏng vấn thì em cũng hơi lo, tại vì lo ngại cái phần anh văn của mình thôi. Còn cái tâm lý của em thì em rất là sẵn sàng. Nếu vậy chị không biết là em có một cái lời khuyên nào dành cho tất cả các bạn mà sắp sửa đi phỏng vấn để nhận được visa không em ha? Khi mà em làm hồ sơ xin visa rồi thì em có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn. Khi mà muốn đi du học Mỹ thì các bạn nên tìm hiểu kỹ và biết được cái mục đích của mình qua bên đó để làm gì. Trang phục thì mình cứ mặc quần tay áo trắng rồi tóc tai gọn gàng vậy là ok. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ của Thúy Trinh trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và chị hy vọng là sau cái thời gian học bên Mỹ có thể trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ, em cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.